ơi. Bánh bia không? Chúc mừng bánh bia. Anh đau lồ à? Ừ, nhặt bỏ đi, quét. Đây luôn. Sao rồi nó? Đóng cái cối nhá mọi người. Đấy. Ấy sợ bị. Thank you.
ai cơ? À. Con nữa. Ôi, ăn được một con rồi. Thằng Máu Đen nó làm gì đấy nhỉ? Ở đây thì ai mua? Bán hàng ở đây thì ai mua? Anh ơi, trời buổi công nghệ rồi. Bây giờ anh ấy tút cái điện thoại ra, quan trọng là iPhone 19. Hả? À. Bấm điện thoại nhá. Anh cầm này làm ăn. Hả? Hả? Đã bắt đầu vào nhanh. Mọi người đẩy view cho em nha. Rồi, tuyệt vời. Bán nha, người ta vào Zalo. Zalo nha, nhắn tin cho em. 0585898688 nhắn tin cho em Dũng mau đi đặt hàng 10 gói da heo, khoảng độ hôm sau bắt em gửi đến tận nhà luôn. Từ sau anh mặc cái quần chật chật vào cho máu nó trâu lên nào. Quên quá nhỉ, Zalo 0585898688 gì? Đúng rồi, nhắn tin là có hàng. Ok. Nha. Mà hả? Anh cứ đặt nha, trên 2 hộp trở lên em tặng kèm thêm một gói ăn thử luôn. Thế cả? Cả thế à? Rẻ như cho mà. Một này. Nhưng mà anh làm gì đấy? Tao xem tao ôm được bao nhiêu.